Chàng trai này đang dạy cô bạn tập đi xe, ga cứ rồ liên tục làm con chim cô gái chúi mặt vào miếng thịt mông, chẳng mấy chốc nó đã ngóc đầu biểu tình đòi ăn. Sợ cái dùi cui đâm vào đít bạn anh chàng bảo dừng xe ven đường, cô nàng phát hiện thì cười méo nhặt được răng. Không gian lãng mạn trong cái biệt thự nghỉ dưỡng khiến họ không kìm được cảm xúc, cả hai lao vào nhau làm bát cháo lưỡi lót dạ lúc nửa đêm. Chàng vác nàng lên vai mang vào tận nơi có chăn ấm đệm êm, dự định sẽ cùng nhau học đánh vần hai chữ đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Việt. Ai có ngờ hôm nay là ngày đèn báo hến rụng râu, anh chàng mới chạm nhẹ mà tay đã đỏ máu. Vậy là bao nhiêu sự sung sướng đành hoãn lại, họ ôm nhau ấm ức chìm vào giấc ngủ. Liệu anh chàng ấy có chén được cô bạn tổng tài thì mời mọi người đến với bộ phim vô cùng hay ho hôm nay nha. Cô gái này tên là Marajita, cô ấy có sở thích dậy sớm làm bánh mỗi buổi sáng. Tuy nhiên mẹ sợ con béo ế chồng lên không cho Marajita ăn, cô nàng phụng phịu bảo bà hãy gọi mình là Margot, rồi đợi mẹ xuống xe mới làm cái bỏ mồm. Margot đang đảm nhiệm chức phó tổng của một tập đoàn chuyên về du lịch và khách sạn, cô trình lên ban quản trị kế hoạch mới của mình, nhưng họ không mấy quan tâm khiến cô nàng có đôi phần hụt hẫng. Cùng lúc đó có anh chàng tên David đang diễn tiểu phẩm trong lúc chờ bạn gái tan làm. Tối nay họ có hẹn với một vài người bạn, nhưng Idoia lại quên mất khiến David buồn bã vô cùng. Nhìn con ghẹ lắc mông rời đi, anh chàng câm nín, buồn bã kéo túi rau một mình trở về nhà. Vừa vào cửa bà chị đã chất vấn, anh chỉ biết ồ lên một tiếng làm ra vẻ mình quên. Thế nhưng điều này diễn ra thường xuyên lên họ biết tỏng rồi, chắc chắn là Idoia lại cho David leo cây. Cả hai túm vào khuyên thằng em dại, mối quan hệ này thiếu sự tôn trọng, không chấn chỉnh được thì bỏ mẹ nó đi. David đứng lặng im rồi thở dài thườn thượt, giờ mà bỏ thì lại làm bạn với đôi tay. Phía bên kia Margot đang chuẩn bị cho lễ cưới, gương mặt căng thẳng, cô ấy đột nhiên thấy khó thở, nằm vật ra giường rồi hét toáng cả lên. Filippo nghe tiếng hét liền chạy vào hỏi han, anh động viên bạn gái vì 200 quan khách đang chờ, giờ ra đấy cúi đầu ba cái thế là xong, vậy nhưng Margot vẫn bối rối và hoang mang lo lắng. Về phần David chưa kịp chấn chỉnh bạn gái thì cô ta đã chủ động chia tay trước, anh tức con ve chó trên mép Idoia nên vẫn muốn níu kéo, nhưng cô nàng cứ vén cái mồm lên tuôn một tràng lý do. Cùng một lúc có hai con người cảm thấy căng củ cọt, David rời khỏi quán còn Margot cũng nhảy xuống lan can. Hai tay ôm váy cô ấy chạy ra xe lái đi mất hút, mặc cho người thân hết lời hò hét can ngăn. Tôi trở về cô xin lỗi bạn trai, cưới hay không em vẫn là chính mình, chỉ yêu anh không thay lòng đổi dạ. Như đó chẳng đủ thuyết phục Filippo, anh ấy quyết định sẽ rời khỏi đây vài tháng để Margot có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. Patrica lo lắng cho em còn Candela cũng bày tỏ quan ngại về bà chị, vậy là họ quyết định kéo đến ở cùng Margot một thời gian. Ngày hôm sau Margot tới chỗ làm, tâm trạng cô vẫn còn bồn chồn lo lắng lắm. Đi ngang qua gương cũng tưởng tượng cảnh mình đang mặc váy cưới, đám cấp dưới thì túm năm tụ ba, bàn tán sôi nổi về việc cô nàng chạy khỏi buổi lễ. Sự việc xảy ra ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh công ty, để tránh báo chí bới móc ban quản trị đã yêu cầu Margot nghỉ phép dài ngày. Tối đến Patrica đưa hai cô em lên bar, tiết lộ rằng thằng chồng mình đang ngoại tình với con khác. Ban đầu Margot không tin vì nghĩ bà chị chém gió cho mình vui, nhưng sau thấy Patrica nghiêm túc liền bảo thuê thám tử theo dõi rồi táng nó. Về phía David lúc này vẫn còn tiếc con hầu 50 cân, cứ nhắm mắt là hình ảnh Idoia lại hiện về trong tâm trí, đến khi chị gọi anh chàng mới giật mình bật dậy, nhanh chóng chạy tới bar hỗ trợ Ivan. Đó là lần đầu tiên David và Margot chạm mặt, anh rót cho họ vài ly rồi tiếp mấy câu chuyện phiếm. Lúc thanh toán hai chị em Margot tranh nhau trả tiền, họ giằng co khiến chiếc túi của Patrica văng xuống gầm bàn, điện thoại rơi ra ngoài và David vô tình nhặt được. Margot được cử tới xin lại cho chị gái, thành ra cô phải giúp David diễn tuồng. Idoia tới quán trả ít đồ dùng của David, có vẻ vẫn tiếc cái chân trống nên rủ anh ấy đi ăn. Thế nhưng David từ chối thẳng thừng, bá vai Margot văn vở là có hẹn với cô ấy. Idoia vẫn cố chạy theo ngỏ lời thêm lần nữa, David mềm lòng định đồng ý nhưng bị Margot ngăn lại. Cô ấy bảo sắp tới cả hai sẽ đi du lịch bên Hy Lạp nên không có thời gian. Tránh không khí sặc mùi lươn, Margot giục David đánh bài chuồn, anh cảm ơn cô nàng rồi tiến hành trao đổi số điện thoại. Thêm một vài câu chuyện Margot trở về, nhìn đôi cốc cô lại nhớ tới bạn trai, nhưng rồi chỉ đành dùng mình một cái để trở về hiện tại. Cô nàng sửa soạn lén đến công ty làm việc, nữ thư ký túm được liền lôi xuống ghế khuyên nhủ. Cô ấy mang ra danh sách khu nghỉ dưỡng bảo Margot nhắm mắt bấm bừa, chọn đâu đi đấy vài ngày để nghỉ xả hơi. Margot ấn xong quay lại thì giật mình hoang mang, mồm lẩm bẩm lẽ nào là do duyên số. Thì ra cô ấy đã vô tình chọn một nơi ở Hy Lạp, trùng đúng địa điểm hôm trước nói phét với bạn gái David. Thế là cô chủ động nhắn tin hẹn gặp, khiến anh chàng bồi hồi toát hết cả mồ hôi tay. Chuyện này không vội được nên Margot trò chuyện trước, cô theo David về cửa hàng hoa. Thấy bài báo viết về mình, nàng ta liền tìm cách lấp liếm, sau đó thì tiếp tục thảo luận với David về chuyến du lịch. Cặp đôi có điểm chung là đều thấy bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của người yêu, bởi vậy bọn họ rất hứng thú với chuyện này. David đề nghị cả hai sẽ thành thật mọi chuyện với đối phương, giúp nhau khắc phục nhược điểm mà vẫn cảm thấy thoải mái. Hôm sau Margot hẹn David ra chốt kèo, cô cho anh ấy xem ảnh vị hôn phu, ngỏ ý muốn mang Filippo trở lại bên mình, đổi lại cũng sẽ khiến Idoia thành tâm quay về với David. Bọn họ kể cho nhau nghe mọi chuyện về bản thân, sau đó thì nhờ đối phương lên cho một danh sách những việc cần làm. David thấy Margot lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, liền bảo cô ấy học cách vui tươi thoải mái mọi lúc mọi nơi. Cả hai ghé vào một cửa hàng chọn quần áo cho đối phương thay đổi phong cách, Margot cứ định tục quần thay thì David lại mở rèm góp ý.
Cô nàng nghiêm giọng nhắc nhở để khi khác, cứ câu giờ rồi người ta lại tưởng ở trong này thụt nhau. Đứng trước gương ai cũng thấy đối phương vô cùng ổn áp, David giúp Margot kéo khóa còn cô ấy thì chu đáo cài cúc cho anh. Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, Margot chui tọt vào phòng thay đồ thở dài một hơi. Sau ngày đó họ gặp nhau thường xuyên hơn, trao đổi thảo luận để sớm hoàn thiện danh sách việc cần làm. David tiết lộ Idoia rất thích sống ảo, bởi vậy anh muốn tìm chỗ view đẹp nhờ Margot chụp cho tấm hình. Cô ấy đồng ý mà đâu có ngờ, bị anh chàng dắt vào đúng khách sạn của công ty. Để khiến Idoia chú ý, Margot ngồi lên đùi David, quay mặt đi tỏ vẻ thần bí rồi chụp lại vài tấm đăng Face. Chả hiểu vô tình hay cố ý mà họ giữ tư thế đó hơi lâu, nói chuyện chán chê Margot mới lúng túng ngồi ra ghế. Rời khỏi khách sạn, David đưa Margot đi chọn vài đĩa nhạc. Anh nhận định trước giờ cô ấy là con người của công việc, nên nhân dịp này muốn Margot phải thưởng thức trọn vẹn cuộc sống. Về đến nhà, cô nàng bật đĩa rồi gật lắc như thật, Candela nhìn bà chị mà như kiểu nhìn người ngoài hành tinh. Bản thân David cũng bắt đầu thay đổi, chú ý đến râu tóc và cái mùi hôi nách của mình nhiều hơn. Có vẻ tâm trạng vui thì vũ trụ cũng đáp lời, rồi mọi chuyện cứ vậy mà tốt dần lên. Filippo nhắn tin cho Margot nói rằng mình đã nghĩ thông suốt, anh ấy báo cuối hè sẽ về và không quên gửi dòng chữ anh yêu em. Margot vui muốn phát khóc ngay lập tức nhắn tin khoe David, anh chàng đọc xong mặt đần thối cả ra. Ivan liền thúc giục thằng em dại mời Margot đến nhà ăn cơm, coi như là mừng cho cô ấy. Tinh một nhát là Idoia nhắn tin đến hỏi cái sân thượng trong ảnh là ở đâu, David mừng rỡ vẫy đuôi như kiểu cửa hó được chủ khen. Tối hôm sau, Margot xách theo chai góp dỗ, David chạy ra mở cửa không quên rào trước, anh chị tôi nghĩ chúng mình có gì đó với nhau. Thế nên tránh hiểu lầm bây giờ dư này nhé, cô sẽ nói nhiều về Filippo còn tôi nói về Idoia, như vậy sẽ chẳng còn ai gắn ghép gì nữa. Thế nhưng không ai trong hai người thực hiện giao kèo đó, bởi họ mải hòa vào không khí ấm áp của gia đình nhỏ. Đã lâu lắm rồi Margot mới có cảm giác ấy, không bù đầu vào công việc tạm quên đi mọi thứ, tận hưởng trọn vẹn từng giờ từng phút. Lúc ra về ai cũng thấy quyến luyến trong lòng, Margot chủ động ôm David nói lời cảm ơn. Lúc này anh chàng bỗng bảo mình không thể xin nghỉ 3 ngày, cũng như không đủ tiền mua vé máy bay tới Hy Lạp. Có chút buồn, Margot lên taxi, cô dặn David gửi danh sách việc cần làm cho mình, thực hiện được điều nào cô sẽ báo cho anh biết và gạch nó đi. Xe lăn bánh được một đoạn, Margot kêu bác tài dừng, cô chạy lại chỗ của David nói rằng mình sẽ bao từ A tới Z, ngỏ ý muốn anh cùng đến Hy Lạp với mình. Candela đọc được tin nhắn liền chất vấn bà chị, đến nước này Margot vẫn một mực khẳng định mình với David chỉ là bạn. Candela nhắc nhở chị gái hãy nhớ sự tồn tại của Filippo, đi du lịch với trai lúc này sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Thế nhưng Margot cũng chẳng phân định được rõ ràng, lịch trình lên rồi cứ vậy mà triển thôi. Cặp đôi cùng nhau lên khoang hạng nhất, Margot kiễng chân cất đồ làm lộ ra vòng eo con kiến, David cứ dán cái mắt vào đứng đần người ra. Ngồi xuống ghế, David nhớ lời anh chị dặn, trả tiền phòng là coi như hòa tiền vé. Tiếp viên bất ngờ mang rượu tới khiến dự tính của anh chàng tan tành, khoang hạng nhất muốn san hòa thì phải gấp đôi. Trên đường tới khách sạn, David bối rối nói cho Margot biết ý định của mình, nhưng ối rồi ôi, cô nàng đặt hẳn cái 5 sao. Margot đành trấn an chuyến này do công ty trả, nên David cứ thoải mái đừng nghĩ ngợi nhiều. Bước vào sảnh, David há mồm trợn mắt, bản thân anh chỉ dám ước làm phục vụ chứ chưa từng nghĩ sẽ được ở đây. Cất đồ đạc xong, Margot dẫn David đi ăn lót dạ, rồi sau đó họ cùng nhau tản bộ. Nóng người toát mồ hôi thì xuống hồ bơi, quấn quýt là thế nhưng chưa ai đủ dũng khí bước qua vùng an toàn. Chiều đi dạo, Margot đã kể cho David nghe rất nhiều về Filippo, cô cũng tò mò biết anh chàng thích Idoia ở điểm gì. Không muốn tiết lộ nhưng bị thúc giục quá, David đành thành thật thích múi khế to. Margot cạn lời mặt đầy ái ngại, đành chuyển chủ đề nói sang chuyện khác. Vậy nhưng đột nhiên đề cập đến chuyện đó khiến Margot nóng hết cả người, trước mắt cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh thiếu đứng đắn. David cất tiếng gọi khiến Margot giật bắn người, như kiểu mất hồn để mặc anh ấy kéo tay ra chụp ảnh. Trở về phòng, Margot bỗng thấy nhớ bạn trai, cô liền cầm điện thoại nhắn tin cho anh ấy. Filippo phản hồi toàn lời hay ý đẹp, vậy mà David lại thông dịch nó thành em hãy cút đi. Tâm trạng Margot đột nhiên trùng hẳn xuống, cái lúc yếu lòng cô đã định múc David, may mà kìm được cảm xúc giữ cho mình chút niêm sỉ. Hôm sau bọn họ lên thuyền ra biển, Margot thì hào hứng còn David say sóng lên cả chuyến đi chẳng khác nào lưu đày. Theo lịch trình đặt trước, bọn họ chuyển đến căn biệt thự ven biển, cả hai vui đùa dưới hồ bơi chẳng khác nào cặp đôi mới yêu, ngoi lên lặn xuống lại nhìn nhau đắm đuối. Chuẩn bị tới công chuyện thì điện thoại của Margot đổ chuông, cô ấy vào nghe khiến David nhìn theo tiếc hủi hụi. Patrika hỏi em chén thằng pha chế chưa, Margot khẳng định một lần nữa rằng cả hai chỉ là bạn. Tắm giặt xong xuôi, David chở Margot đi ngắm hoàng hôn, cô nàng vừa trèo lên xe thì rách tràn áo váy. Đến nơi, khách Tây đứng đầy trước mặt, David đành cõng Patrika lên vai để cô ấy ngắm khoảnh khắc đẹp nhất của chiều tà. Vậy nhưng chả được bao lâu, anh chàng đã đau sụn xương sống, đành phải kéo cô bạn lên đường tập chạy xe. Từ bé đến giờ Margot toàn ngồi ô tô, vậy nên đây là việc có trong danh sách phải làm. David ngồi sau mà khó chịu kinh khủng, anh phải cố giữ để cái dùi cui không đâm vào đít cô nàng. Lúc Margot sắp biết đi thì David không chịu được nữa, anh đành bảo cô ấy tắt máy dừng lại ven đường. Margot phát hiện ra thì cười lên sặc sụa, David đành chữa ngượng rằng mình đang nhớ đến Idoia. Trở về, Margot vẫn chưa ngậm được mồm, giờ thì đến lượt David nhìn thấy ảo giác, Margot đứng rót rượu với cái kiểu Aji mới mời. Không chịu được nữa, anh đành thú nhận, lúc tập xe mình chào cờ không phải vì Idoia.
Vậy là cả hai vồ lấy nhau ăn cháo lưỡi thay pizza. David vác Margot lên vai mang vào tận giường. Cô ấy cũng hưởng ứng bằng cách xe toạc chiếc váy ném qua một bên. Thế nhưng định mệnh đúng kiểu ối rồi ôi, con hến của Margot có dấu hiệu rụng râu. David mới chạm nhẹ mà tay đã đỏ máu. Tầm này anh chàng muốn vượt đèn đỏ lắm, nhưng Margot sau một thoáng đấu tranh tư tưởng đã quyết định dừng. Thế là cả hai đành chuyển sang phòng David, nuốt nước bọt rồi cố gắng mà ngủ tới sáng hôm sau. Ra bờ biển, David thúc giục Margot thả rông xuống tắm để cô ấy bớt ngại, anh cởi nốt cái quần làm gương. Tranh thủ lúc không có ai, Margot kéo David nhảy ào xuống biển. Cuối cùng thì cô cũng dám làm cái điều mà mẹ luôn cho rằng đó là thô tục. Với Margot thì đây là chuyến đi chẳng thể nào quên, bỏ khỏi đầu công việc và mọi áp lực, cô ấy cảm thấy mình được giải phóng khỏi mọi ràng buộc. Hôm sau David dậy từ rất sớm, anh ngồi bên giường chờ tới khi Margot thức giấc. David muốn chi ít tiền cho đỡ ngại nên dẫn Margot tới hòn đảo rẻ nhất Hy Lạp, thuê một phòng đơn nhỏ hẹp vừa với túi tiền. Margot không quen lắm nhưng vẫn ưng cái bụng, anh ấy có lòng thì thôi mình có dạ. Cất đồ xong họ thuê chiếc xe tới khu di tích, Margot vô tình vòng tay qua xoa cổ David, đúng lúc anh chàng bột mồm nhắc tới Filippo. Điều đó khiến Margot cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng đối phương đang móc máy mình. Cô dừng xe tiếp tục cuộc tranh cãi, David lúc này cũng phát điên rồi không nhường nhịn gì nữa, anh muốn biết ý tứ của Margot dư lòng. Đang cãi hăng thì cô nàng đột nhiên kéo đầu David lại mà hôn, cảm xúc lúc này cả hai đều chẳng thể nào chối bỏ và họ thống nhất sẽ thành thật với chính mình và đối phương. Trở về bãi biển họ nằm dài đón gió, cùng nghe bài nhạc và cắn đôi quả táo. Đột nhiên David gặp người quen là cô bạn Ruth, Margot vội vàng ôm hai quả bưởi bắt tay chào đối phương. Chuyện bất ngờ xảy ra như thêm điểm nhấn để chuyến du lịch của cả hai đáng nhớ hơn. Tối đến họ hòa mình với những người dân địa phương, Margot đu theo idol thực hiện điệu múa quạt, tuy không mượt lắm nhưng cũng đủ làm David ấn tượng. Anh làm cái bơm em hóa thân thành trái bóng, David cứ nhấn một cái là Margot lại nhấc người lên. Và rồi họ mang nhau về phòng, lò chưa khô vẫn quyết định nhóm lửa, cứ như thế cặp đôi dành nguyên đêm chỉ để học đánh vần hai chữ cái đầu tiên trong bảng tiếng Việt. Hôm sau do dậy muộn nên cặp đôi lỡ chuyến tàu, thế là họ trở về khách sạn, thay vì ăn sáng thì lại ăn nhau. Trở về khu nghỉ dưỡng, Margot lại tiếp tục bóc lột sức lao động của David, ngày 7 đêm 3 vào ra chưa tính. Đang hạnh phúc là thế mà David khiến cô ấy chết nửa phần hồn, anh ta nén ra ngoài nghe điện thoại của Idoia và bảo rằng mình không hề có tình cảm với Margot. Đôi mắt Margot như trực khóc, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Filippo, em chỉ cảm thấy an toàn trong vòng tay anh. Đúng là được cả cặp họ nhà lươn, ăn phè mùng ra xong chồng đít vào nhau không nói năng gì nữa. Cả ngày hôm sau Margot tỏ ra vô cùng bực dọc, chẳng biết chút vào đâu cô nàng đấu khẩu với ông lão hướng dẫn tham quan. David nhận ra điều đó lên kéo Margot ra chỗ khác, tình hình trở nên căng củ cọt và tạm thời chưa có hướng giải quyết. Sau khoảng thời gian dài im lặng, David chủ động xin lỗi trước, anh thừa nhận mình yêu Margot nhưng lại vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng chuyện đó có thể phá hỏng mối quan hệ này. Bản thân Margot giờ cũng mông lung, cô nắm tay David nhẹ nhàng bảo anh đến lúc về rồi. Xuống taxi ai cũng không nỡ quay đầu, cuối cùng họ lại vồ vập vào nhau từ ngoài đường cho tới khi vào thang máy. Cửa nhà mở ra còn chả kịp khép, những chiếc áo cởi vội khỏi người, David lại bế Margot vào tận nơi có chăn ấm đệm êm. Nhả nhựa xong cô nàng ôm đầu suy nghĩ, cứ thế này có được đéo anh ơi. David trấn an rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đúng lúc ấy Candela cất tiếng gọi chị, Margot hốt hoảng kéo David vào nhà tắm lánh mặt. Vậy nhưng vải thưa sao có thể che mắt thánh, Candela mở cửa nhà tắm cất lời chào rất duyên. Nỡ rồi thì thôi đành vậy, Margot vẫy tay ra hiệu cho David làm nốt việc còn dang dở. Cuối tuần David rủ Margot về quê chơi, nơi đây đang có lễ hội nên vô cùng nhộn nhịp. Những người bạn của anh ấy rất thân thiện, qua những cuộc trò chuyện Margot đã hiểu hơn về thanh niên pha chế. Khi đi thì thống nhất chỉ là bạn, nhưng rồi vật quá không chịu được họ lôi nhau vào con hẻm đánh quả lẻ. Thế rồi cặp đôi lại cuốn lấy nhau từ ngõ vào nhà, qua mấy bậc cầu thang và hạ cánh tại chiếc giường nhỏ xinh. Margot vì thế mà thức dậy khá muộn, nhưng may là vẫn kịp giờ ăn trưa. Vài người bạn của David tò mò hỏi cô về công việc, lúc này Margot mới tiết lộ mình là phó tổng của đế chế khách sạn Ortega. Chuyện cô chạy khỏi đám cưới cũng vì thế mà bại lộ, không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng. Trên đường về cả hai không ngừng suy nghĩ, David cảm thấy chuyện này đã đi quá xa. Anh thừa nhận bản thân đã yêu Margot, biết thân phận của cô ấy thì lại càng yêu nhiều hơn. Thế nhưng tự ti mình nghèo nên anh ấy không dám tiến thêm, bắt tay chào tạm biệt mà Margot không muốn buông, chân rời đi nhưng trong lòng vẫn mong một lời níu kéo. Tối hôm đó Margot đến gặp Filippo, cô tháo chiếc nhẫn trả lại anh kèm lời xin lỗi, họ nâng ly vì hạnh phúc của nhau, chia tay trong hòa bình không hề ồn ào. Margot trở lại với công việc và thực hiện kế hoạch của mình, cải tổ ban giám đốc để tiến vào thị trường Anh Quốc, đích thân cô ấy đến London để lo liệu mọi việc. 3 năm trôi qua Margot trở về nước, David lúc này đã là chủ tiệm hoa với bảng hiệu kỳ lạ, quay lại đi Margarita. Vậy nhưng cô ấy chỉ đến để chào người quen cũ, bởi bản thân đã tìm được cho mình ý trung nhân. Cuộc đời vốn là như thế đấy, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để số phận người ta thay đổi. Thời gian quay ngược về cái ngày họ chia tay, David đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, anh chạy theo để giữ Margot ở lại bên mình. Ngay tối hôm đó David gặp Idoia nói rõ ràng mọi chuyện, vài ngày sau anh chuyển đến London cùng Margot. Một tiệm bán hoa được mở ngay sau đó, nhưng giờ cái tên của nó là Bay đi Margarita, cặp đôi đã có cái kết viên mãn bên nhau. Cuộc sống này tìm được người mình yêu cũng yêu mình khó lắm,
Bởi vậy đừng vì bất kỳ lý do gì để họ ra đi, có không giữ mất lại tìm là cảm giác sẽ khiến bạn đau khổ. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.